Xin chào các bạn, mình tiếp tục đưa các bạn tham quan khu vực thương mại. Và phía trước màn hình của chúng ta đó là một cây phi lao, một cây phi lao đại. Tất cả các tán họ đều làm từ tay một ra. Một cái gốc cực khủng, phải hai người ôm ạ. Tất cả các tay họ vặn ra đều từ tay một. Chiều cao của tác phẩm này phải đến 3,5 m đấy ạ, còn chiều ngang phải đến 7 m ạ. Cái này được trồng trong một cái chậu 2 m x 3 m, cũng rất là lớn. Cái này mình áng chừng gỡ khoảng độ tầm 40 bông. Bông lớn nhất cỡ 1m80 đến 1 m. Cây rất già rồi. Tiếp theo chúng ta đến với cả một cây xanh, một cây xanh dáng trực. Chiều cao của tác phẩm này cỡ 2,2 m. Bông tán thì đang trong quá trình hoàn thiện ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào phần gốc của cây. Và cây này cũng được trồng trong chợ. Gốc xanh rồi. Các vệt mốc loang lổ toàn bộ thân cây. Ngoài ra trong khu vực này còn gồm có rất nhiều những cây bonsai tầm trung. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả một cây me. Mình thấy một cây me có cái thân khá xù xì. Độ vươn của cây me này cỡ 1,4 m. Và tiếp tục trước màn hình chúng ta đó là một cây me trực, một cây me dáng trực, thân cũng khá uốn lượn. Phía trên họ vẫn sử dụng khá nhiều dây nhung để định vị cho tán cây. Chúng ta đến với cả một cây nguyệt quế. Một cây nguyệt quế hoàn thiện rồi. Tay tán họ làm khá chỉnh chu, tương đối cân đối. Cây này cao cỡ 1,2 m ạ. Chiều ngang của tán cỡ 90 phân. Và ngay bên cạnh là một cây nguyệt quế dáng trực. Cây này thì mình cảm giác như phải đến 1,5 m. Chúng ta tiến vào phần tán một chút. Vâng, họ cũng vặn từ thân ra. Dáng cây rất nhẹ nhàng. Trước màn hình chúng ta là một cặp nguyệt quế. Một cặp nguyệt quế mình cảm giác khá là xinh xắn. Chiều cao của tác phẩm cỡ khoảng độ 70 cm ạ. Tầng tay tán họ cắt rất dăm. Cặp mà chiều thủy khá cân đối. Tiếp theo chúng ta đến với cả một cây me. Một cây me chiều cao cỡ 80 cm. Thân bệ xù xì, già lua. Mốc xanh à. Đây này khá già. Tất cả các vết sẹo, tất cả các vết sẹo đều liền rồi ạ. Và chúng ta sẽ đến với tác phẩm cuối cùng trong khu vườn này. Đó là một cây khế cao cỡ 1,7 m, chiều ngang cỡ 2,5 m. Đây có lẽ là cây khế lớn nhất ở trong khu vực này. Mình quay từ xa để các bạn có cái nhìn tổng thể về tác phẩm. Sau đó mình sẽ đi vào phần gốc và phần tay tán. Bộ bệ khá đẹp,
thân già lua chùn hết cả rồi. Vâng, họ lôi từ tay một. Rất đẹp. Thân khá dẻo. Và thưa các bạn, đây là tổng thể của tác phẩm. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.